Một yếu tố khác nữa liên quan đến giá cả của BTC mà thường cảm thấy rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái sự liên quan giữa đồng Tether và giá cả của Bitcoin thì chúng ta nhìn vào biểu đồ này ở trên Crypto đi các bạn thấy được đó đây là biểu đồ liên quan đến cái sự tăng trưởng của BTC cũng như là sự tăng trưởng của tổng số vốn hóa của đồng Tether thì các bạn thấy được đó là cái đường màu xanh trên màn hình đây là giá cả của Bitcoin và cái đường mà màu cam trên màn hình đó, đó chính là tổng số hóa của Tether thì các bạn thấy được đó chúng ta nhìn thời gian xa hơn đi thì các bạn thấy được là từ đầu năm 2019 cho tới bây giờ thì rất rõ ràng là các bạn thấy được đó là mỗi lần mà đồng Tether có thêm thì các bạn sẽ thấy được là giá BTC sẽ tăng lên khi mà đồng Tether được in ra thì giá BTC cũng sẽ tăng theo thì nhiều người cho đây là một trong những cái vấn đề rất lớn liên quan tới giá của bitcoin tại vì bitcoin đang được bơm bởi cái sự in ra của đồng tether và nhiều người thì cho đồng tether là in thống có nghĩa là không có một cái số lượng tiền hay là tài sản gì để mà bảo đảm cái giá trị của một đồng Tether là một đô la hết và thật sự đây là sự thật các bạn cũng đã biết là đồng Tether không phải là được đảm bảo bởi cái số lượng đồng đô la có nghĩa là chúng ta thấy là không phải là một đồng Tether là có một đồng đô la đứng sau lưng mà một đồng Tether đó thì chỉ được đảm bảo giá trị là khoảng trừ 50 tới 70 phần trăm là bằng đô la mà thôi còn 30 phần trăm còn lại là một số tài sản nhưng mà công ty Tether cũng không có nói rõ là những tài sản đó là tính như thế nào tại vì cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy được một cái tài liệu kiểm toán nào mà được chia sẻ bởi công ty Tether hết, cho nên cơ hội rất lớn là có gì đó không đúng đối với lại công ty Tether. Nhưng mà đây là một chuyện nguy hiểm khác mà các bạn cần phải suy nghĩ đến là lỡ như mà đồng Tether mà gặp một vấn đề gì đó, các bạn cũng đã biết là đồng Tether đã đang bị kiện uh, bởi tiểu bang New York và các bạn vẫn chưa thấy SEC kiện công ty Tether, tại vì công ty Tether đã hoàn toàn đồng Tether này có thể hoàn toàn có thể là một chứng khoán thì nhiều bạn sẽ hỏi thường là đồng tether là đồng ổn định thì làm sao để chứng khoán được thì đồng tether này là một đồng ổn định đúng nhưng mà các bạn thấy được đồng tether đó nhìn một cách khác đó đây là một cái giấy ghi nợ có nghĩa là đồng tether các bạn có thể là trả lại công ty tether để mà lấy lại cái số tiền của mình thì nhìn vào một cái bên khác đó đây là một hợp đồng ghi nợ theo đồng ghi nợ đó là một cái loại security nghĩa là một cái loại dạng chứng khoán đây là một điều mà hoàn toàn có thể là bị kiện bởi SEC và nếu như mà SEC kiện đồng Tether mà thực sự đó đồng Tether là cái nguyên nhân đứng sau lưng tại sao mà giá BTC tăng lên như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với lại giá của BTC đây là một trong những cái rủi ro mà các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến thì để tóm tắt lại những gì mà tôi muốn chia sẻ liên quan tới giá của Bitcoin trước khi chúng ta đi vào altcoin đó chính là đối với bạn thường thường đó thì Thuận vẫn có lòng tin là Bitcoin sẽ tiếp tục Uh, tăng trưởng và chúng ta vẫn chưa đến cái đỉnh của đợt tăng trưởng này Bitcoin đối với Thuận vẫn tiếp tục sẽ tiến tới cái mức 50.000 đô và tiến tới 100.000 đô nhưng mà trong thời gian ngắn hạn này thì giá Bitcoin đã tăng liên tục không ngừng nghỉ trong thời gian các bạn cũng đang thấy là từ giữa tháng 12 cho tới bây giờ tăng không ngừng nghỉ từ cái lúc mà 20.000 đô cho tới bây giờ chỉ trong thời gian là chúng ta thấy được là hai tới 3 tuần thôi thì đã tăng lên từ 20.000 đô lên tới 33.000 đô thì cái cuộc điều chỉnh đó là một điều mà thường nghĩ là sẽ xảy ra chỉ không biết được là khi nào mà thôi nhưng mà đối với Thuận đó thì khi mà cân đo giữa rủi ro và cơ hội thì Thuận đã có quyết định là sẽ bắt đầu từ từ trung bình giá ra. Nếu như mà giá tiếp tục tăng, Thuận sẽ từ từ trung bình giá ra và sẽ để một số tiền riêng để chờ đợi một cuộc điều chỉnh. Và cái phần trăm mà thường trung bình giá ra bây giờ chỉ là 5% của tất cả Bitcoin mà thôi. Một phần trăm nhỏ, coi như là sự khởi đầu. Nếu như Bitcoin tiếp tục tăng lên 40.000, thì Thuận sẽ có thêm nhiều quyết định khác. Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ Hãy nói về tình hình chung của thị trường đi thì các bạn thấy được đó tuy là Bitcoin có sự tăng trưởng ngày hôm nay thì chúng ta nhìn vào coin 360 đi để thùng refresh cho này lại thì các bạn thấy được rồi chúng ta nhìn vào coin 360 thì ngày hôm nay thì có màu đỏ có màu xanh nhưng mà các bạn thấy được là khi chúng ta so sánh nhiều đồng với lời bitcoin đi chúng ta đổi qua thành btc thì các bạn thấy được đó là hầu hết đều có cái sự đi xuống giá khi mà so sánh với lại bitcoin mới đây thì các bạn thấy được đó là có nhiều màu xanh tại vì chúng ta so sánh giá cả với lại đồng đô la nhưng mà khi đổi qua so sánh những giá cả của những cái token này những cái đồng altcoin này so với bitcoin thì toàn bộ đều không có tăng trưởng của bitcoin ngoại trừ một số những đồng như là đồng uh, dot, rap btc TIA vân vân. đương nhiên là tăng trưởng bằng với Bitcoin tại vì đây là một đồng Bitcoin trên mạng lưới của Ethereum và phần lớn các bạn thấy được đó là so sánh với Bitcoin đó thì không có tăng trưởng mạnh nhưng mà so sánh với lại USD đó thì có nhiều đồng cũng có sự tăng trưởng ngày hôm nay thì tình hình bây giờ đó một trong những câu hỏi mà thường nhận được rất là nhiều đó chính là tại sao những cái đồng lớn này vẫn chưa có sự tăng trưởng như là Bitcoin. Bây giờ hầu như là mọi người đều quan tâm đến Bitcoin tại vì các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó là những thủ chức đầu tư họ rất là quan tâm đến Bitcoin. Cái câu chuyện bây giờ rất là quan trọng. Một trong những điều rất quan trọng khi các bạn đầu tư đó đó chính là câu chuyện mà đang được giao bán trên thị trường là như thế nào. Như là các bạn thấy được đó là câu chuyện gần đây là Bitcoin đó, là một vàng điện tử, là một nơi trú ẩn an toàn, là một cái loại tài sản lưu trữ lâu dài. Đây là câu chuyện mà đang được gào trên thị trường bây giờ. Có nghĩa là các bạn thấy là những nhà đầu tư lớn đó thì đối với thường họ đã thu mua trong vòng mấy năm qua rất nhiều những triệu chứng thường đã chia sẻ với các bạn đó những lúc mà chúng ta thấy bitcoin năm 2018 năm 2019 đó mà bitcoin vô cùng ảm đạm thì thường đã chia sẻ những cái ví như của những cá voi đó thì các bạn thấy là những cái ví của những cá voi đó liên tục nạp tiền vào nạp đồng bitcoin vào trong ví của họ trong thời gian mùa đông của crypto thì câu chuyện bây giờ các bạn thấy là họ đã lưu trữ đủ thì câu chuyện bây giờ đó là họ nói với mọi người là bitcoin là một loại tài sản mới cho nên họ sẽ tìm cách để mà đẩy giá Bitcoin lên Đây là cái điều mà đang xảy ra bây giờ Nhưng mà thường nghĩ là ngoại trừ Bitcoin ra thì một trong những mục tiêu khác nữa Rất là quan trọng đối với những nhà đầu tư lớn đó chính là Ethereum Và chúng ta cũng đã thấy rất nhiều dẫn chứng mà thường chia sẻ trên on-chain các bạn đó Về cái sự khan hiếm của Ethereum nên là rất là trầm trọng Có thể nói là nhiều người không để ý nhưng mà Ethereum càng ngày càng biến mất trên những sàn giao dịch phần lớn là thường nghĩ đã được thu mua bởi những tổ chức đầu tư và có thể là những tổ chức đầu tư mà đã thu mua Bitcoin rồi bây giờ họ sẽ xoay qua thu mua Ethereum và khi mà họ thu mua đủ Ethereum đó thì cũng như là Bitcoin họ sẽ rao một câu chuyện đó chính là Ethereum là một cái hệ thống tài chính mới Ethereum là một cái gì đó các bạn sẽ thấy được đó là câu chuyện đó sẽ bắt đầu bùng nổ và giá cả của Ethereum sẽ tăng lên bởi vì thông mới rất là lạc quan về tương lai của Ethereum đương nhiên không chỉ riêng là Ethereum mà khi mà Bitcoin đó đã đến một mức nào đó ngừng nghỉ thì các bạn sẽ thấy được đó là những đồng altcoin lớn sẽ có cơ hội được tăng trưởng cứ như là những đồng trong cái top 20 này những đồng mà nhiều bạn rất là yêu thích như là Chainlink, Cardano, Binance Coin, Bitcoin Cash vân vân thì cũng sẽ lần lượt được cái sự tăng trưởng và phần trăm tăng trưởng đó sẽ càng mạnh hơn là Bitcoin nữa tại vì các bạn thấy được đó là khi mà Bitcoin chậm lại thì nhiều người sẽ chốt lời khi mà mọi người chốt lời trong thị trường Bitcoin đó thì họ sẽ đem tiền đi đâu không nghĩ là họ sẽ đem tiền ra khỏi thị trường này mà một phần sẽ được đẩy vào những cái altcoin lớn như là những altcoin trong cái top 20 thì các bạn thấy là những altcoin này đó thì cái vốn hóa nhỏ hơn bitcoin rất nhiều các bạn thấy được là bitcoin vốn hóa bây giờ đã lên tới 595 tỷ trong khi mà chúng ta thấy được ngay cả ethereum chỉ có 87 tỷ mà thôi XRP 10 tỷ, các bạn thấy là Litecoin không tới 9 tỷ Uh, Polkadot cũng vậy Rất nhiều những đồng này Các bạn thấy là chỉ một phần Tiền của Bitcoin Đổ vào Những cái altcoin nhỏ này thôi Thì phần trăm tăng trưởng sẽ rất, rất là cao Đây sẽ là Những cái đồng mà sẽ có sự tăng trưởng kế tiếp những cái đồng altcoin lớn và kế tiếp của mình thấy được là những altcoin trung có nghĩa là những altcoin từ cái hạn từ 20 đến 50 sẽ có cái sự tăng trưởng kế tiếp và sau đó tiền mới đổ từ những altcoin này đổ xuống những altcoin nhỏ hơn nghĩa là 50 trở lên nhưng mà trước hết là các bạn thấy được là tiền sẽ đổ vào bitcoin trước cho nên gần đây các bạn thấy được sự hứng thú liên quan tới bitcoin và giá khá tăng trưởng là so với bitcoin sau đó mới tới những altcoin lớn sau đó mới tới những cái altcoin chung và sau đó mới tới những cái altcoin nhỏ hơn đây là cái trình tự mà các bạn sẽ thấy xảy ra và mỗi lần mà bitcoin tăng đó, sau đó bitcoin đứng nghiêng hay là điều chỉnh một chút đó chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy là tiền sẽ được chốt lời từ bitcoin đổ vào altcoin cho nên nếu như bạn nào mà lưu trữ altcoin thì nếu các bạn hỏi thường là có mua altcoin hay không thì thường nói là sẽ có và khi nào thì thường thấy là các bạn cần phải chờ đợi, chờ đợi gì? chờ đợi cho đến khi nào mà Bitcoin chậm lại có cái tình hình là tích lũy hay là có một sự điều chỉnh thì lúc đó altcoin mới có cái sự tăng trưởng đột biến Ngoài trừ điều này ra thì có một số những thông tin khác nữa không được tốt lắm mà nhiều bạn cũng muốn thường chia sẻ đó đó chính là cái thông tin liên quan đến cái tình hình của những cái đồng ẩn danh á Những đồng ẩn danh á là những đồng như là các bạn thấy được là đồng Monero hay là đồng Zcash, đồng Dash đó. Thì các bạn thấy được một cái thông tin mà nhiều bạn cũng nên nhận được đó chính là sàn Bittrex đã ra cái thông báo đó Là sàn Bittrex sẽ delist những đồng liên quan tới ẩn danh Monero, Dash và Zcash Thì có thể là nhiều bạn mới tham gia vào thì không rành là những đồng này là những đồng gì Những đồng ẩn danh là như thế nào Tại vì trên mạng lưới của blockchain đó, đâu có tên tuổi đâu Thì tất cả đều là ẩn danh không phải như vậy các bạn thấy được đó, là những cái đồng như là bitcoin, ethereum đầu đó là không phải là như đồng ẩn danh có nghĩa là các bạn thấy là tuy là không có tên tuổi nhưng mà khi mà các bạn sử dụng những cái đồng bitcoin hay ethereum đó các bạn gửi từ ví này qua cái ví khác đó thì hoàn toàn là các bạn có thể là lên trên mạng lưới blockchain để mà theo dõi được những đồng như là Monero, Zcash, Dash á, thì có một cái chế độ gọi là ẩn danh Có nghĩa là các bạn không thể nào mà truy được là những cái đồng này nó gửi từ ví nào, từ ví nào Đây là một cái vấn đề rất lớn quan tới pháp lý Tại vì các bạn thấy được là pháp lý càng ngày càng siết chặt hơn Và những đồng ẩn danh á, là những đồng mà chính phủ sẽ chắc chắn là không chấp nhận đối với Thuận Tại vì các bạn thấy được là không thể nào mà biết được là cái đồng này từ đâu đi tới đâu Và có phải sử dụng trong nhiều phạm pháp hay là không Thì sang giao dịch á, là trách nhiệm của họ là họ phải thông báo những cái thông tin liên quan đến những người mà sử dụng sàn của họ dùng số tiền này trong như phạm pháp nếu như mà họ biết nhưng mà trên căn bản những đồng này đó là họ không thể theo dõi được thì làm sao họ có thể thông báo với chính phủ cho nên quyết định của nhiều sàn đó là sẽ delist không có cho những đồng này tiếp tục trên sàn nữa và đây chỉ là bắt đầu mà thôi các bạn thấy được là thông tin này là liên quan tới sàn Bitrex nhưng mà trong thời gian năm 2021 này sẽ càng nhiều sàn hơn sẽ loại bỏ những cái đồng ẩn danh này như là đồng Monero, đồng Zcash vân vân. Đây là một điều mà rất khó tránh. Và thật ra mình nói đó là thuận không có đụng tới những cái đồng ẩn danh. Các bạn cũng đã biết tại sao những bạn nào mà theo dõi channel này trong giờ mấy năm qua cũng đã biết là thuận nghĩ là ngày này sẽ tới và cuối cùng ngày này cũng đã tới ngày mà những cái đồng ẩn danh bị loại bỏ từ sàn. Không phải là công nghệ họ không tốt. Tại vì công nghệ họ quá tốt, giống như đồng Monero công nghệ ẩn danh quá tốt cho nên cuối cùng đã bị loại bỏ và điều này rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được đó là nếu như những đồng này mà bị loại bỏ bên xe giao dịch đó, thì các bạn giao dịch tới đâu chết hay không thì đương nhiên là cảm thấy là không chết được tại vì cái nhu cầu sử dụng đồng ẩn danh đó, lúc nào cũng có sẽ có người nào đó làm một chuyện gì đó mà họ không muốn người ta biết một cái dấu vết nào cho nên họ sẽ dùng những cái đồng ẩn danh nhưng mà nếu như mà các bạn nói đồng ẩn danh sẽ được chào đón sẽ được thị trường chấp nhận thì cơ hội đó hầu như là không có và những đồng này đó ngoại trừ đồng monero ra thì các bạn có thể là sử dụng một số những trang web để mà đổi qua bitcoin những đồng khác đó thì ngoại trừ các bạn là một đồng ẩn danh trên mạng lưới của ethereum các bạn thì sử dụng những cái sàn phi tập trung như là uniswap để mà giao dịch thì những đồng ẩn danh khác như là dash, zcash thì các bạn giao dịch tới đâu nếu như mà các bạn không thể giao dịch trên những sàn thông thường được thì làm sao các bạn có thể đổi ra được đồng bitcoin ethereum để mà đổi ra được tiền mặt đây là điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn cho nên đối với thuận tôi sẽ tránh xa những đồng ẩn danh đó là quy định cá nhân của thuận và đây là những cái thông tin mà thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số thì bạn đừng quên nhấn vào cái link ở dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần Capital. Trong đó chúng ta có những sàn như là sàn Margin FX, các bạn có thể tham gia vào những cái sàn giao dịch, những cái dịch vụ này thì các bạn sau đó có thể bấm vào cái nút đăng ký giúp hỗ trợ để được vào nhóm để được kênh của thuần Capital giải đáp những thắc mắc cho các bạn khi mình tham gia vào những dịch vụ này hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin let me trade sàn margin Netflix thì đây là một cái sàn mà không có hỗ trợ us trader nhưng mà sàn margin let me trade thì hỗ trợ us trader và các bạn có thể sử dụng cái cơ chế copy trade hay là các bạn có thể tham gia vào sàn binance com các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot hay là 10% phí giao dịch futures khi các bạn đăng ký thông qua những cái link trên màn hình và các bạn đăng ký đó thì các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link này thì sẽ các bạn các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi như là các bạn nhìn thấy. Còn như bạn nào mà nào ở Hoa Kỳ thì có thể sử dụng sàn Binance US, sàn margin Bybit các bạn sẽ được giảm phí giao dịch tháng đầu tiên cũng như là được nhận một số những cái bonus khi mà tham gia. Sàn Coinbase, một sàn mà nhiều bạn cũng đã biết thì cũng không cần phải À, nói nhiều về sàn Coinbase này ứng ừ, dụng BlockFi là một ứng dụng mà landing có lãi nhưng mà nào mà tham gia BlockFi thì có thể nhận được bonus lên tới 250 đô những cái thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này thì những nào mà có hứng thú và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn